Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
kính mến, là đầu tiên cho phép MC Hoa Núi gửi lời kính chúc. Và đến với chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có nhà comment của anh Nhàn và nhà giả rất là khang trang. Xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bậc các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể các vị trân trọng và kính mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay đúng ngày đại tháng tốt, đại gia đình hạnh phúc của anh chị đã tổ chức long trọng mừng lễ tân gia đại cát. Giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến, sẽ không để các vị chờ đợi đâu hơn nữa. Hôm nay đúng ngày đại tháng tốt, vào hồi 10:30 thứ tư ngày 1/11/2023, tức ngày 18/9 năm Quý Mão, bữa tiệc mừng tân gia đại cát tại gia đình anh Hà Văn Trình, chị Đào Thị Vân tại đội 6 bản Na Đao, xã Sa Mướn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, long trọng tổ chức mừng lễ tân gia đại cát. Giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến, buổi lễ mừng tân gia xin phép được chính thức tuyên bố với toàn thể các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu một tràng pháo tay của toàn thể các vị khách quý đó ạ. Tràng pháo tay của tập thể các bậc các vị khách quý đã tỏa ra là chứng minh cho đại gia đình hạnh phúc mừng tân gia đại cát của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép MC Hoa Núi xin được gửi lời cho gia chủ, xin được cảm ơn chân thành nhất đến tập thể các bậc các vị khách quý. Dạ vâng, kính thưa tập thể các vị trân trọng và kính mến, mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát và hai điều để mong ước, đó chính là xây nhà dựng cửa, gia đình hạnh phúc. Vâng, kính thưa tập thể các vị trân trọng và kính mến, dù đi đâu mệt mỏi cũng có ngôi nhà thân thương để chào đón, ngôi nhà là để đoàn tụ. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, lại gia đình hạnh phúc của anh Hà Văn Trình, chị Đào Thị Vân đã làm nên một căn nhà rất là khang trang. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, anh chị cũng là tổ chức mừng tân gia, cũng có bướm mâm cố rượu hồng. Và kính mời toàn thể các vị khách quý đã một chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát. Chúng tôi xin được đến đời và xin được kính chúc toàn thể các vị khách quý chúng ta có một bầu trời sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Và chúc cho toàn thể quý vị chúng ta có một bữa trưa vui vẻ và hạnh phúc. Ôi xin thổi ải ít mài đồng bò mè bản phóng ơi. Bạn huấn ba xuân khỏi cái sò lại tàng nà sắc bón cho hơn ai Hà Văn Trình kính và chị Đào Thị Vân. Bế mi khó đừng sòng sượng với cám ơn ai ít mài đồng bò mè bản phóng cả ba mắng. Còn chi thô khỏi sò, chiếc nông đội trưởng của trà đình, chiếc nông bí thử của trà quàng, chiếc phò lạ nàng thành, chiếc mẹ em canh nàng hiếng thành sàng, chiếc ải cánh nồng nàng hiếng kìm kè. Ơn nam trao khỏi đảng sắc bón anh Hà Văn Trình kính chị Đào Thị Vân. Nhân kiến tó bản tó khuống, tó hiết tó trầu, biết bóng đàn nè kẻ đằng hay, bảy hoi với trăm nằm nằm bắc hún, bùn lúc nà bùn phà đường, bùn phà đường bùn đuông lướm che phè khùng, chắc ba hạt bạch trao nằm chào đúng chào tà, còn lại hưởng lại pì mỹ lại khẩu, lúc tàn tấn cả vòng sống khá, mà điện hơn điện giàu, mà điện tàu điện chi, nam xít bị nì sắc bắn của mẹ anh chỉ chân vàng, phồn tóc tạp đồn phàm, phà đẻ đẻ nền chuông non, kinh khẩu có bé đầy rút đầy, kinh đánh kén kinh ngay có bé đầy rút đà, chắc bằng ngân khải phát ra cái này po giò vỏ, ngân khải hòm cái này po pì, ngân khải cái đó có cái giống xỉa đầy, ngân khải quay có cái giống xỉa đà, ngân bảy cả thế này phát gần hang, phù mi tu xuống gần cỏ chân mi ngân làng quàng, chân này chẳng po xẻ nhà ông bảy tám say, chẳng ao xẻ hỏa lai bảy tám ngồi, chẳng ao xẻ tải bảy tám xì màn cánh phòn, chẳng bao ải đúng cái thờ cả có thể buồn mày, phải bao ải đúng thờ giỏi mắt say, việt biển hơn sòng hàn sàm hàn tiên phạt, mi hơn làng sùng hơn xưa tay bàn tè na, chân này chẳng này lai mong chảo co, sao bón phù mi anh chỉ giặt tàu có mạ và để mưa sai kiếm ma mưa quả hà đầy, chẳng mi mù nhà ông mất tỉ quay pim khả, chẳng mi đầu mù pu mạ đập đông bồng xú, chân này sò cáo sò mơi ải em mà non quả mè bàn thương lan trầm, hạt phanh phải bìa bát ngàn bát tùng bát tôm, thứ nhất bà đoàn pha xuống khỏi sò chúc hảo của mi anh chị, thân nà sào bàn nhật kiến phá tai mà khẩn khẩn rông rông sang cùng phải tháp, khẩn giảm giảm sắc tồn có mạ phóng ón na đồng, khung sắc bà sở sắc nhọt, thứ sò má má bà đoàn pha xuống khỏi sò chúc hảo ải em mà non quả mè bàn cuồng, ải non đời dây bàn bát tướng chờ bàn diệt ngàn hương bát tướng chờ hồ, phủ bảy ca để em màn phòng, phủ rú nồng rú nam mi bà tổ bầu, tiên đun tàu vẫn nhớ sùng dao, các khay phải nà chúc hảo ải em mà non quả mè hâu, bên tắc đua sầu khẩu, phá sông giảm quan cả, phu mà muông nó bền sài, phu mà bài nó bền khăn, phu mà mặn cánh cà phê mặn bền quăng, bảy ca
đại ngữ hàm khải quá này mà đại ngữ kiều tiêu tăng mà lại chủ mà lại phải đại ngữ này đấy là đọc comment bạn khóa ơi một tràng pháo tay của tập thể của video xin vâng cảm ơn tập thể các bạn khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay và xin trân trọng kính mời ban tiếp tân của đại gia đình chúng ta hãy mang cái rượu trở về sân khấu và để anh em bạn bè chúng ta